đây nhá. Thịt thôi. Xưa để đây tí mẹ vứt cái thùng rác. Đây rồi. Ừ, thịt đây rồi. Mẹ. Mẹ lấy thịt cho con nhá. Ngoan. Chu, đúng rồi, lấy cho Chu. Chứ cậu Tiến của ai nhỉ? Cháu. Của cháu á, à, của cọ của ai? Cháu. Cậu của ai? Chu. Cậu của Diên Luyến phải không? Cậu có phải của Diên Luyến không? Trời ơi, em like không? Okay. Em ăn em có like không nhỉ? Em ăn con gì đấy? Thịt con gì? À. Và ó ó là con gì nhỉ? Con gì? Con gì nhỉ? Thịt con gì? Con gà. Like không? Like quá, mẹ lấy thêm nhá. Một miếng ạ. Bằng